Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, khi mình nói về bốn phương trời thì trong đầu óc Thanh Lan hiện tại đang nhớ đến Âu Châu. Và nếu nhớ đến Âu Châu thì mình nhớ đến dòng nhạc Pháp và nhớ đến thành phố Paris. Và hôm nay bên cạnh Thanh Lan có một người em gái rất là dễ thương, từng hát chung với nhau từ những năm 80 tại Sài Gòn. Và hiện tại thì cô đang sống tại Paris, nhưng mùa Giáng sinh năm nay đặc biệt đến thăm quận Cam của chúng mình với những show nhạc Pháp thật là sinh động. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Lệ Thu, Nguyễn Lệ Thu không? Lệ Thu cũng được chị. À, vậy hả? Chị thì tại vì chị quen gọi em bằng Lệ Thu từ lâu nay rồi, nên hồi nãy chị quên thêm chữ Nguyễn, mà em muốn thêm Nguyễn thì chị thêm Nguyễn. Chị muốn kêu em Lệ Thu Nguyễn, Lệ Thu Paris, chị muốn kêu gì cũng được. Hôm nay em mặc chiếc áo rất là xinh, có hai cái cánh giống như là những cánh hoa hồng vậy. Thì sau lưng chúng ta có một đóa hoa hồng rất là xinh, cũng hợp với nhau vô cùng. Chị cũng xin có một gói kẹo màu đỏ gửi đến cho em cho hợp với lại cái áo của em. Cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị nhiều. Rất là vui khi gặp lại em đường xá xa xôi. Chị em mình đôi khi cũng có hát chung, nhưng mà không có thời giờ để mà nói chuyện với nhau nhiều. Chị nhớ rằng cái kỷ niệm mà đáng yêu nhất ở Sài Gòn chúng mình hát với nhau là trong cái show của Jean-Jacques Goldman đó. Oui. Mà hình như là em còn giữ tấm hình đó. Chứ chị thì tuyệt nhiên chị mất hết rồi, không còn tấm hình nào. Ừ, cho chị xin nhá, để chị để vào show này. Dạ. Ừ. Em kể đi, em kể. Nói đầu tiên là em chào chị Thanh Lan. Chào quý vị. Chào tất cả quý vị và các bạn. Lệ Thu rất là vui hôm nay được ngồi đây trò chuyện với chị Thanh Lan. Lâu lắm rồi, bởi vì hai chị em mình hồi xưa cùng hát với nhau hầu như mỗi tối chạy show. Mỗi sáng Chủ nhật là chắc chắn là phải có tập Hòa Bình. Dạ, Hòa Bình. Buổi tối thì nhiều khi mình chạy không có đúng giờ nhau, chéo qua chéo lại không có biết, nhưng mà sáng Chủ nhật nào là cũng bắt buộc phải gặp nhau tại Giạp Hòa Bình. Và Thanh Lan còn nhớ có một lần Thanh Lan hát tại Giạp Hòa Bình thì có một cô bé chạy lên thật mau, mà chẳng có hoa chẳng có gì, chỉ nói rằng đây tôi là người Nhật. Mình cũng ngạc nhiên, ồ người Nhật mà cũng đi biết đi xem show nhạc Việt Nam. Em có kỷ niệm nào vui vẻ ở Giạp Hòa Bình không? Giạp Hòa Bình hả chị? Ừ. Nói chung là chị biết là qua những cái thời gian bao nhiêu năm trải qua, người ta nói càng già càng lú thì em không biết có đúng hay không, nhưng mà lúc này chị cũng quên nhiều lắm. Em quên nhiều lắm chị. Có thể em chỉ nhớ những cái gì mà nó thật là vui hay là những cái gì thật là buồn. Còn những cái gì mà nó bình em quên hết rồi chị. Mà em vẫn nhớ những kỷ niệm của cha chị em mình. Hình như là em chị đi show về miền Tây, hai chị em mà ở chung phòng. Rồi hồi thời đó khổ quá em ha. Nhưng mà sao trong lòng mình vẫn vui, là vì hễ được hát là vui rồi. Được hát nhiều khi nó cũng chẳng đáng gì với cái công mình làm. Nhưng mà gặp khán giả dưới kia vỗ tay rồi vui mừng khi gặp mình là cả mình thấy trong lòng như là mở hội vậy. Ngày xưa cái không khí nó khác chị. Không phải bây giờ, là nếu mà làm star rồi thì mỗi người làm show có riêng. Xì tin. Còn ngày xưa có chạy show gặp bình nhau, dân. Gặp nhau. Tối chị ra ngoài chợ, chị ngồi chị ăn uống chung với khán giả luôn. Cái tình cảm ngày xưa nó hay hơn bây giờ. Thì đó, hôm trước chị mới kể là có một lần chị đi Bến Tre hát. Mà em nghe Bến Tre là em biết là nghiêm cỡ nào không. Thì có mấy cô bé tới rủ ngày mai chị tới nhà em chơi. Xong mình cũng gật đầu, xong ngày mai mình tới chơi. Thì biết sao, có mình cô bé đó dẫn mình đi vào nhà chị ngồi đây, em ra ngoài kia hái ổi và cho chị ăn, xong ra hái ổi xong vào cái hai đứa chấm muối ớt ăn. Dạ vâng, thưa quý vị, nó dễ thương như vậy đó. Mình không phải là ngôi sao hay cái gì cả, mình chỉ là một người chị từ xa đến thăm các em, và hai chị em ngồi ăn ổi với nhau. Chị cũng rất thích những lần mình đi hát chung với nhau, nhưng mà hình như mình chưa có một giá chung nữa hả? Có chứ, em chị cũng quá chung bài á, có không?
chung bài cũng có chị. Nghĩa là hồi đó hai chị em mình hay thâu là truyền hình mỗi lần mà cuối năm mà chương trình Tết Tây á, Happy New Year, lúc nào cũng có hai chị em mình hết, bởi vì toàn là chương trình nhạc nước ngoài. Mà hồi đó ở Việt Nam thì có chị, có em với chị Bích Trâm là hát nhạc Pháp, chuyên hát nhạc Pháp thôi. Thành ra là chương trình nào cũng có mấy chị em mình cũng có, cũng gặp gặp nhau hết trơn. Xong rồi chị qua đây trước, chị qua Cali trước, xong rồi sau đó chị nghe tin em đi qua Pháp. Xong rồi thì chị thấy sau này là em đi hát, hát khắp các nơi tại Âu Châu đúng không? Dạ. Cho chị xin một vài kỷ niệm dễ thương của Âu Châu đi. Không phải cho chị đâu ạ, cho khán giả của mình kìa. Đó là em nói, bây giờ chị hỏi bất ngờ quá, thành ra em cũng không có nhớ được cái kỷ niệm nào. Nói chung là thì em muốn nói gì em nói chứ chị thì cũng chẳng có phải mà bắt em moi ấp chi cho mệt. Dạ, cũng biết rằng thời này ai cũng bị cái bệnh quên, nhất là sau khi mà chích Covid lần thứ hai. Em có chích không? Em chích mỗi thứ năm rồi. Mình phải chích tại vì nếu không người ta không cho mình đi máy bay đó, nên là bắt buộc phải chích. Nhưng mà sau cái lần thứ hai chị cảm thấy là cái lần đó sau mình chích về mình bị mệt tới 3-4 ngày, xong rồi sau đó mình bắt đầu mình quên tên mọi người nha thì không, em nghĩ tại mình cười Thanh Lan không phải đâu chị, tại mình dạ. mình càng lớn tới tuổi nó quên thì nó quên chứ không phải không tại phải, đó không phải Covid đâu chị. Do vậy khi mà bây giờ mặc dù có nhiều tác giả cũng đưa cho mình bài hát mới đó, thì cũng cố gắng học để mà gửi đến quý vị những bài hát mới. Chứ còn cứ mọi người cứ hỏi rằng bây giờ học có khó hơn ngày xưa không, mình cũng chẳng biết, tại vì thời nào thì mình cũng vẫn thấy khó như nhau. Chị biết ngày xưa đó mình hát mỗi tối. Mình hát mỗi tối, thành ra chị hát hoài thì chị dễ nhập lời hơn. Còn với bây giờ một bài mình hát cả năm trời, cứ bài đó hát đi hát lại, người ta rồi, yêu, cầu rồi, yêu cầu hoài. Còn bây giờ bài mới cứ đưa cho mình xong học xong ngày mai hát xong bỏ luôn, làm sao mình nhớ đúng được. Đúng rồi, tương thường là vậy đó. Bây giờ trong thời gian này em có đang định hát cái bài gì mới không? Bài Tây, bài Việt gì cũng được. Bài thường thường là em cũng có những bài mới, nhưng mà nói là mới nhưng mà vẫn là những cái bài mới cũ đối với mình thôi. Dạ. Nhưng nó có từ lâu rồi. Dạ đúng rồi. Bởi vì chị biết khi mà chị hát một cái bài mà mới quá thì người ta cảm nhận rất là khó cảm nhận, thành chị phải hát những cái bài rất là quen thuộc để cho khán giả họ thấm dễ hơn. Dạ. Chị biết không, tại vì quý vị nghe mình hát để quý vị nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Dạ đúng rồi. Tuy vậy thì đôi khi Thanh Lan cũng bị hát những cái bài mới toanh chưa hát bao giờ. Ví dụ như đêm hôm qua chị có hát cho nhà thờ thì chị hát một bài thánh ca Dưới Áo Mẹ Từ Bi. Những bài hát này đối với trong giới Công giáo thì cũng có nhiều người biết rồi, nhưng mà chị thì chưa hát bao giờ. Dạ, thì chị cũng thích lắm. Lâu lâu mình cũng được thử lửa với một bài hát rất là lạ. Tuy là lạ đối với mình là tại vì mình chưa hát bao giờ, nhưng mà thật ra thì trong các nhà thờ cũng biết bài hát này nhiều. Nhưng mà cái khó của chị em mình á, bây giờ chị biết bài mới thì học nó hơi lâu hơn ngày xưa. Chị biết không, ngày xưa chị hát nhiều thì chị thuộc mau, còn bây giờ một bài hát em ráng học nhiều lúc phải ra phải xin phép để cái xin iPad để giá phải nhắm lời chứ. Bài chị mới học chị khó hát lắm. Dạ đúng rồi. Tại vì mình không phải là hát như là ngồi nhà hát karaoke với nhau mà cứ nhìn cái màn hình. Nhưng mà mình khi mình hát mình phải diễn tả từ tay chân tới điệu bộ tới nét mặt, thành ra mình phải thuộc lòng thì mình mới diễn được đúng chứ. Đúng rồi. Đó. Yeah. Nên là quý vị ơi, nghệ sĩ thấy vậy chứ khổ lắm. Tới giờ này mà cứ vẫn phải học bài. Chị nói khổ em cũng không có bằng lòng, bởi vì không có thấy khổ hả? Mình là cái hạnh phúc của mình là được làm cái nghề này. Thì đúng rồi. Chị thấy không? Được làm cái mình thích. Đúng rồi. Tại vì chị làm cái nghề mà chị không thích thì chị thấy khổ. Nhưng mà nếu mà chị làm cái nghề chị thích thì em rất là hạnh phúc được làm cái nghề này. Được gặp khán giả, được gặp... Chị thấy không? Đúng. Trong gia đình chị á, có nhiều người nói là chị khổ lắm mà sao chị không biết là chị khổ. Mà mình không thấy khổ. Tại vì mỗi lần mà ai giao cho mình một bài hát là mình cảm thấy say sưa và lên tinh thần hơn nữa chứ không phải là bị buồn đâu. Rất là vui. Dạ, nhất là khi mà được quý vị và quý bạn tin tưởng mà giao cho mình một cái bài nào mới toanh, một cái bài mới toanh mà chưa ai hát còn ghê nữa. Tại vì khi đó mình phải
suy nghĩ xem cái bài này mình phải diễn tả theo cái kiểu gì. Thì ở ngày xưa chị biết là hồi ở Việt Nam đó, mỗi lần mà đi thu truyền hình là thu đài phát thanh, mấy anh nhạc sĩ, mấy anh biên tập đưa bài cho em, nó lại thu ngày mai thu truyền hình, trời, tối đó giờ phải học bài thì đó. Em hỏi chị đâu, thành ra nhiều khi tức là mình đi từ cái khó lên cái dễ. Mình mới ra nghề mình đã bị làm những cái khó rồi. Nên bây giờ có làm cái gì đi nữa cũng không than. Mà hồi đó đi thâu, chị biết không, chị nhớ không, đi thâu đó phải là bây giờ vô phòng thâu có máy này máy kia, nó sửa giọng nó đủ thứ. Còn ngày xưa là thâu tại chỗ với cả ban nhạc. Đúng. Mà chị mà hư một cái là phải làm lại, phải từ làm đầu. Lại từ đầu hết. Anh violon mà hư phải làm lại từ đầu. Cứ anh mỗi người một người mà sai một nốt đó là phải làm lại từ đầu. Mà cái đó là mất thì giờ cho phòng thâu. Dạ đúng rồi. Nên là phòng thâu không có thích vậy đâu. Dạ vâng, thưa quý vị, nói vòng vòng một hồi á, thì thưa quý vị, mỗi lần mình gặp Lệ Thu thì mình nhớ gì về những dòng nhạc Pháp. Vậy Lệ Thu xin cho khán giả của Thanh Lan Show được biết, trong những bài nhạc Pháp mà em hát từ xưa tới giờ, bài nào em thích nhất? Chị hỏi cái này là hơi khó, bởi vì bài nào cũng thích. Bài nào cũng thích, nhưng mà bài nào thích mình mới hát được. Đúng không? Rồi. Tại cái nhiều khi mình phải hát theo yêu cầu. Nhưng mà em nói là những cái bài mà mình thích mình mới diễn tả dễ dàng hơn, thấy không? Như là ngày xưa chị biết cái thời mà mình hồi ở còn ở Việt Nam, những cái bài nhạc Pháp cái lời mình đâu kiếm đâu ra, đâu không, phải bây giờ chị tự, lên Google chị kiếm, mình phải tự nghe, mình phải tự chép ra. Đúng rồi. Rồi nếu mà không có lời Việt thì nhiều khi mình tự dịch luôn. Đúng rồi. Chị có thấy em dịch nhiều bài hay lắm đó. Dạ thì em cũng lúc này giỏi ghê. Nhưng mà ngày xưa chị biết cái khổ một cái là mình muốn hát một bài hát Pháp lời Việt mình mới thì mình phải nghe băng, mình chép, mình nghe băng, nghe băng mà không phải là băng gốc, băng không, mà ca sĩ Việt Nam hát lại. Thành nên là nhiều em khi... biết nhiều khi mình không hiểu gì hết trơn. Dạ. Thành ra rất là khó. Ngày xưa em biết có những bài em hát sai lời luôn chị. Thì bây tại giờ mình nghe lại mình biết là hồi đó mình hát sai. Mà hồi đó thì mình không biết, tại vì ở Việt Nam mình không được nghe. Mình nghe qua những cái CD mà gửi từ bên Cali về mà nhà ca sĩ Việt Nam hát. Những cái bài Tây thì đôi khi nó tam sao thất bản, chuyện gì cũng vậy. Nên là có gì làm nấy. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như Ta Lê Lúc Cô đó, bài đó là thôi khỏi biết bài luôn. Bài đó là em hát là bài đó chị. Nhưng mà chị á, cái giọng em á, thì hoàn toàn không giống giọng chị chút xíu nào. Cho nên có những cái bài mà em hát rất là hay mà chị không bao giờ dám hát, là tại vì nó không hợp giọng chị. Chỉ là những cái bài rất là dễ thương như là Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Thì là, hơi con nít chút xíu. Bê, Không Tình Yêu. Em thì chứng chạc hơn đó. Những bài đó em không hát. Nhưng mà có lần em hát, năm vừa rồi em hát ở Việt Nam, thì có mấy chị yêu cầu La Plus Belle Poly Danse. Em nói dạ em xin lỗi, em hát chưa hát bài này bao giờ hết, bài này chị Thanh Lan hát, nhưng mà em hứa lần sau em sẽ tập. Chị thì chị thích nhất em hát cái bài gì, Holiday Summer Holiday, bài của Michel Polnareff, lâu lắm rồi đó chị. Mà bài đó em chưa thâu bao giờ. Mà chị thích em hát bài đó, cái giọng em hát bài đó nghe. Cảm ơn chị. Nghe nó đã. Dạ vâng, thưa quý vị, lâu lâu gặp nhau ngồi khen nhau chút xíu cho đời lên hương. Rồi nhân dịp cuối năm này chị cũng xin chúc em được một mùa Giáng sinh an bình là quan trọng nhất này. Yeah, rồi thành chị. Công này, tất cả những nơi mà em bước chân qua em sẽ thành công và sẽ được khán giả càng ngày càng thương nhiều hơn, và khán giả của em càng ngày càng đông hơn. Và chị cũng tin rằng sẽ càng ngày càng đông hơn, tại vì Thanh Lan có xem trong YouTube nhiều bài hát của Lệ Thu rất là hay, chính Thanh Lan còn thích đó quý vị, thì dĩ nhiên là quý vị cũng thích. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi bây giờ em tính nói gì với khán giả của chị đây và khán giả của em nữa, hôm nay là khán giả của hai chị em mình đó. Hôm nay là tình cờ gặp chị Thanh Lan, thành ra không có chuẩn bị cái gì hết trơn. Không thành sao. Thì cũng nhân dịp những ngày lễ cuối năm, Lệ Thu xin chúc cho tất cả các anh chị và các bạn những ngày lễ cuối năm thật là vui, hạnh phúc bên gia đình. Và em chúc chị với gia đình cũng là luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn mọi sự tốt đẹp. Chị cảm ơn em. Thì đúng là đối với người nghệ sĩ đó, cái quan trọng nhất là sức khỏe. Cái giọng hát nó đi đôi với sức khỏe. Đúng rồi. Và cái tinh thần nữa.
nếu cái tinh thần mình vui vui vẻ đó thì mình hình như là mình hát nó có hồn hơn. Chứ còn nếu mình đang buồn thì mình hát những bài buồn nó cũng có hồn vậy. Nhưng mà hình như là cái sức khỏe mình lúc đó nó không được ổn đâu á, lúc mình buồn á. Chị mà buồn cái tự nhiên cái chị mất sức khỏe liền, nó lỏng le à. Không, vậy lúc cái tuổi của mình chị biết không, nhiều khi em không biết được là cái trời cho cái giọng mình đến ngày nào thì mình được ngày nào mình hay ngày nấy. Tại vì em nhớ năm ngoái em qua em hát bên bên Cali, bên Mỹ, em đi Virginia này nọ, em bị khan tiếng một tháng trời. Thành ra em nói là thôi bây giờ trời cho mình còn được hát ngày nào, khán thính giả còn thương mình được ngày nào hay ngày nấy, thì mình chỉ xin là mọi sự được tốt đẹp cho tất cả mọi người, cho mấy chị em mình. Chị có cái này nó giúp đỡ mình nhiều lắm. Em mà bị khan tiếng hay em bị nghẹt mũi, em thở không được, em hát không được đó. Em xông tai mũi họng lắm, nó lẹ lắm luôn, xông bằng cái viên eucalyptus. Còn nếu em không có, em đi kiếm cái cây đó, em ngắt cái lá rồi em bỏ vào trong nước sôi em xông, nó cũng đỡ, nó thông mũi dữ lắm. Thì nó giúp cho cái tai mũi họng mình, thì nó giúp cho mình thở, mình thông cái họng và cái phổi của mình nó không bị nghẹt. Không, là em là may mắn chị biết không, tại ngày xưa em bị dị ứng. Chị nè, chị bị allergy, chị phải đi đốt một bên. Em bị dị ứng bao nhiêu năm trời, là em phải đi bác sĩ, em chích 2 năm trời luôn, vẫn không hết. Tự nhiên em đi vô bác sĩ tai mũi họng, ổng cho em cái thuốc xịt mũi với là ổng cho em cái đồ để rửa mũi. Bây giờ em hết dị ứng. Chị nặng đến cái độ mà là mở miệng mà nó không ra tiếng, xong rồi phải đi bác sĩ, xong rồi ổng cho cái que gì vào trong mũi mình, ổng đốt. Cái miếng thịt của mình trong đó nó bị sưng trong đó, ghê chưa đó. Nhưng mà đốt mới có một bên thôi, cho nên đôi khi cái bên kia còn lại nó cũng làm mình khổ. Thì bây giờ mình cứ xông họng là bữa đó đi hát ok. Dạ thôi, thì bây giờ em nói mình lớn tuổi rồi, bây giờ cứ hát được ngày nào hay ngày nấy. Thưa quý vị nhìn Lệ Thu, quý vị có thấy là lớn tuổi không? Không. Cho nên đừng nói câu đó nữa, nãy giờ nói 2-3 lần nữa. Không, mình phải biết chị, mình phải biết người biết ta trong trận trong thắng. Trời ơi. Dạ vâng, thưa quý vị, không biết lớn tuổi cỡ nào, nhưng mà đối với Thanh Lan thì Lệ Thu vẫn là cô em gái nhỏ. Tôi có người em nhỏ, xinh xinh đôi hàng mi. Cái bài đó là một bài tiền chiến rất là xưa rồi mà không có ai hát. Hồi nhỏ chị thích lắm. Em không biết luôn. Đó, hồi nhỏ Thanh Lan cũng định hát cái bài đó, nhưng mà hồi đó còn nhỏ quá, người ta không cho lên sân khấu. Dạ, cái bài đó dễ thương. Nói tóm lại, những cái bài hát hồi thời tiền chiến là những cái bài hát đầu đời mà Thanh Lan rất yêu thích. Nhưng mà bây giờ cuộc đời nó chuyển biến làm sao mà bây giờ mình lại chuyên môn hát nhạc Pháp. Cho nên hai đứa tụi mình em ngồi hỏi đây. Chị, mỗi người có sở trường, có sở trường, có sở đoản, thấy không? Nhưng mà chị thì phải công nhận là chị học, không để hai chị em cứ khen nhau hoài kỳ quá. Nhưng mà chị là tài sắc vẹn toàn, chị đủ nghề, từ tới kịch qua tới hát tới đủ thứ hết, đóng phim đủ thứ. Mà cái sự nghiệp của chị nó rất là lâu dài, thì em cứ chúc chị cái sự nghiệp chị nó cứ dài được ngày nào hay ngày nấy. Em cũng dài vậy, và em là càng ngày càng thăng tiến. Chứ mà thật ra thì mình không có dám bi quan, nhưng mà sức khỏe ai cũng càng ngày càng tàn tạ, nên là những năm vừa qua thì Thanh Lan muốn chuyển qua trở thành nhà văn, để mình có dịp ngồi tại nhà mà gõ ra những cái ý nghĩ thầm kín trong đầu mình, chứ mình không có muốn chạy ngoài phi trường nữa, mình sợ phi trường quá. Em có ngán đi phi trường không? Cái lúc mà đứng chờ security để đi qua cái máy á, bắt buộc thì phải đi thôi. Nhưng mà bây giờ em vẫn còn hạnh phúc được đi. Không, chị cách đây 2 năm chị cũng còn sung lắm, nhưng mà đặc biệt qua năm nay, thưa quý vị tha lỗi cho Thanh Lan, từ khi mà ra cái hồi ký thì Thanh Lan cảm thấy là cuộc đời mình nó cũng tươi đẹp khi mà mình còn viết được, nên là có nhiều người khuyến khích Thanh Lan nên tiếp tục. Chúc mừng chị.
Dạ vâng, thưa quý vị, không ngờ cuộc đời nó đưa cho mình nhiều cái mà ngạc nhiên, mà mình rất là thích sự ngạc nhiên, mà ngạc nhiên phải thích thú cơ. Thì Thanh Lan không ngờ là đã chuyển qua cái bước mà trở thành người viết văn, thì cái đó cũng là một cái hạnh phúc trong đời, là tại vì ngày xưa mình học về văn chương mà, nên mình mê viết lắm. Nếu mà Thanh Lan mà sức khỏe mà không cho phép đó, thì xin phép quý vị cho Thanh Lan được trải những cái tâm tư của Thanh Lan qua những tờ giấy trắng để đến tay quý vị, cho nên chúng mình sẽ luôn luôn vẫn gần nhau, vẫn thương nhau, không bao giờ quên nhau. Ha Lệ Thu ha. Dạ. Thế kỳ này qua Cali em nhiều show không vậy? Em dạ, chạy vòng vòng các tiểu bang nào? Không, kỳ này em ở Cali không thôi. Em không có chạy. Dạ. Thế em có muốn thưa cùng quý vị về một cái show nào mà em sắp hát không? Em mới hát xong một cái show rồi à. Mà những cái show tới là toàn những cái show PV à, hay vậy à. Không cần phải nói nhiều. Dạ. Đó là vì tâm tình với bạn bè. Thì thưa quý vị, như hồi nãy Thanh Lan với Lệ Thu vừa mới nói đó, là hãy mình hát mà có khán giả ở dưới ngồi lên nhìn mình một cách chiều mến và thương yêu, vỗ tay mình là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Không có đòi hỏi gì hơn. Và mong rằng cái chuyện đó sẽ còn mãi mãi cho hai chị em mình. Ừ. Để hai chị em mình lại được gặp nhau trên một sân khấu nào đó. Dạ. Và nếu mà được thì lần sau chắc mình kiếm cái bài gì song ca đi hả? Dễ hát mà. Chung chương trình em nhiều lắm mà không có song ca. Dễ mà, em chị mà gặp nhau trên một cái sân khấu thì bài hai chị em mình thiếu gì. Dạ. Vui quá. Thưa quý vị, thì tại vì á, tại sao chị nói vậy? Tại vì bây giờ có nhiều bầu show tổ chức những show mà trong chương trình đó có những ca sĩ nào là cứ yêu cầu là phải chọn cái người nào trong đó để song ca với mình, nên bây giờ mình tập cái đó thành thói quen đi là vừa, vì thế nào cũng bị. Không phải em một nghĩ một cái chương đó trình phải có song ca hay tam ca. Dạ, chứ không nó phải có là... có tổ chức chứ không phải là ai chạy show giống như ngày xưa tới hát hai bài rồi về. Vậy thấy không? Em nghĩ là phải có một cái tổ chức nào đó. Dạ. Chương trình nó đàng hoàng hơn thì đấy là tại vì nó không phải là vấn đề khiêu vũ, mà đôi khi có những chương trình thính phòng đó. Đó thì khán giả muốn xem một buổi văn nghệ mà nó gồm cả đơn ca, cả song ca, rồi tất cả mọi người thế nào cái bài cuối cùng cũng phải đứng học hát chung với nhau. Mà hôm trước chị rất thích cái bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại đó, hát chung với nhau, những ca sĩ đứng hát chung vui quá, hay quá, chị thích lắm. Dạ. Chúc nó có ai đưa em đi không? Chắc anh Lân đưa em đi. À vậy hả? Yeah. À, tưởng không có ai thì chị đưa em đi, tại vì xong công việc thì chị cũng có thể đưa em đi được. Nếu mà em chịu chờ chút xíu, tại vì sau em á là chị sẽ gặp một vài nghệ sĩ của Cali này nữa. À. Nếu mà em ngồi chơi được chút xíu thì chị không, để em ngồi chơi thì lát nữa ai đưa em đi thì đưa, không sao hết. Mà em có nhớ cái đêm hòa bình hồi nãy chị có nói về cái show của Jean-Jacques Goldman đó. Thì hôm đó thưa quý vị, đúng là hai chị em Thanh Lan và Lệ Thu rất là vui mừng khi được hát chung với chương trình đó, là tại vì mình hát đúng với cái người tác giả của những bài hát đó mà quý vị đã từng nghe, quý vị đã từng thích. Nhưng mà cái hồi thời đó thật là khó khăn, mình không có được nghe bài của anh ta nhiều, mà cũng không có được xem video của anh ấy, nên mình không có hiểu lắm về những cái bài hát và những cái ý nghĩ mà anh ta có khi mà viết những cái bài hát đó. Sau này qua tới Cali thì Thanh Lan mới được xem về Jean-Jacques Goldman nhiều hơn đấy. Thì nhưng mà dù sao thì cái duyên trên đời cũng đã cho hai chị em mình được hát chung trong một cái chương trình rất là, phải nói là quốc tế, tại vì chương trình đó anh ta đem đi khắp thế giới mà. Dạ đúng rồi. Mà Jean-Jacques Goldman ở bên Pháp được bầu là người Pháp được yêu thích nhất các chị. À vậy hả? Thì anh ấy viết biết bao nhiêu là bài rất là hay cho Celine Dion mà. Có tài quá. Mà Lệ Thu có biết rằng những ngày mà anh ấy mới vào trong cái nghề này thì làm việc với người Việt Nam rất nhiều. Đúng tại rồi. Cái studio không? Bang cho nên tay không đó chị. Tại Jean-Jacques Goldman rất là thương người Việt Nam. Do vậy mình là nghệ sĩ mà ai thương mình thì ít nhất mình cũng phải quý mến lại người đó, nếu không thương thì cũng phải quý mến. Nên Thanh Lan rất quý mến Jean-Jacques Goldman. Dạ, mặc dù là không có được biết nhiều, chỉ có hát chung có hai đêm đó thôi, hai đêm thôi, một đêm. Dạ. Nói tới đây thì rất nhớ nghệ sĩ của Sài Gòn và những khán giả của Sài Gòn. Những tháng năm 80 mấy, đến cuối năm 80 mấy, đầu năm 90 thì Thanh Lan qua tới Cali. Và Lệ Thu cũng đi năm 90 mấy phải không? Dạ, em đi năm 95.
Nhưng mà tới bây giờ cũng không bao giờ quên được những khán giả của thời đó. Nhưng mà mình chạy show khắp Sài Gòn, Chợ Lớn nè. Đôi khi chạy gắn máy mà chạy đi Thủ Đức, chạy đi Biên Hòa. Có lần còn cả gan chạy tới Mỹ Tho mà đi xe gắn máy. Hát xong rồi trong đêm chạy về liền mới ghê chứ. Sao hồi đó mình sung thế? Chắc bây giờ mình đi không nổi đâu. Có thể là cái thói quen nó tập cho cái sức mình dẻo dai á ha. Mà cũng nhờ bây giờ nhờ Facebook thành ra nhiều fan tìm lại được mình trên Facebook. Ừ đúng rồi. Dễ thương lắm có chị. Có nhiều người hỏi thăm mình dễ thương. Cái ngày Noel là một cái ngày mình chạy show nhiều nhất. Chạy thấy ghê lắm. Em chị nhớ một đêm Noel em hát 13 chỗ. Thì đó. Đấy. Thì Noel là hát vậy đó. Là tại vì mình đi từ 6 giờ chiều mình đã đề pa rồi nhá. Xong hát hết Sài Gòn rồi. Còn chạy lên Thủ Đức nữa. Dạ, đó. Một nơi hát 2 bài rồi đi. Dạ. Hát 2 bài rồi đi. Dạ. Hát tới 2 giờ sáng mới về. Dạ, đúng rồi. Dạ, ghê quá trời quý vị ơi. Thì lúc đó sao mình sung thế? Là tại vì chính quý vị đã cho chị em này sức mạnh. Đó. Lúc đó quý vị truyền sức mạnh cho tụi này. Cho nên tụi này không biết mệt là gì nữa trơn. Cứ thấy quý vị là nhào ra, thấy quý vị là nhào ra thôi. Vui quá. Và cho đến giờ này thì Thanh Lan và Lệ Thu cũng vẫn ngồi trước máy quay phim để thưa chuyện cùng quý vị, để kể quý vị nghe những chuyện vui buồn của những ngày tháng qua. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, tất cả quý vị và Thanh Lan và Lệ Thu đều sẽ có một thời gian vui vẻ và đầm ấm trong năm 2024. Em muốn chúc gì không? Dạ thì em cũng mà nãy em nói chị đó là em chúc cho tất cả các anh chị và các bạn những ngày lễ cuối năm thật là vui vẻ, tốt đẹp và nhất là sức khỏe. Dạ đúng rồi. Đời này không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Nếu không có sức khỏe thì hai chị em mình đâu có ngồi đây mà cười tươi vui vẻ với quý vị được. Và nếu quý vị không có sức khỏe, quý vị cũng chẳng màng mà xem trên cái màn ảnh xem hai đứa này nói cái gì tầm bậy tầm bạ đây. Dạ không thưa quý vị, thì tại sao tầm bậy tầm bạ là tại vì không có bao giờ tính trước là sẽ nói gì hết trơn đó. Cái gì mà xảy ra trong đầu mình nghĩ tới gì thì mình nói cái đó, mà nói sự thật từ trong lòng mình nói ra nó rất là chân tình, nó là rất là thật thà, không hề suy tính, không hề soạn trước, không hề có kịch bản gì hết trơn. Tại vì đây không phải là một vở kịch, đây là chuyện đời ạ, thưa quý vị. Những kỷ niệm của hai chị em mình ngày xưa. Thì đấy, hy vọng là một ngày nào hai chị em mình lại gặp nhau để cùng hát với nhau những cái bài hát mà tất cả quý vị đều yêu thương từ xưa đến giờ. Quý vị cứ gửi giấy lên ghi cái bài hát là, nhưng mà phải hình như là nên email trước thì tốt hơn. Tại vì bây giờ còn phải báo cho ban nhạc và báo tông cho ban nhạc nữa. Nên là nó rắc rối lắm. Nó không phải như ngày xưa đi hát ở các tụ điểm mà ban nhạc. Tại vì lúc đó ban nhạc mình hát hàng đêm bài nào họ cũng thuộc hết trơn. Đúng rồi. Cứ nói tông là họ đàn thôi. Còn bây giờ đôi khi mình đi hát tới nơi đó mình chưa được gặp ban nhạc nữa. Tới cái giờ hát mới được gặp. Thành ra là không biết làm sao đây. Nếu mà quý vị email trước thì mình email cái bài đó cho cái ban tổ chức, rồi ban tổ chức mới email lại cho ban nhạc, rồi ban nhạc mới tập thì tụi này mới hát được ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, cái câu mà trước thềm năm mới là mình để Tết ta, còn để Tết Tây. Thanh Lan xin kính chúc tất cả quý vị một lần nữa là luôn luôn được khỏe mạnh, luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được hồng ân Thiên Chúa, và lúc nào cũng ước gì được nấy, muốn gì được nấy và chờ đợi một cái sự gì vui vẻ trong tương lai gần năm 2024. Nói một hơi hết hơi luôn. Tới Lệ Thu. Thưa quý vị, bình thường Lệ Thu rất là ít nói. Hôm nay là Thanh Lan công nhận là Lệ Thu cũng có sự thoải mái và vui vẻ để thưa chuyện cùng quý vị. Chứ bình thường không có nói chuyện đâu, thưa quý vị ơi, ít nói lắm, là cười cười thôi. Ngày xưa mình hồi nhỏ em lanh lắm chị, không biết nghĩ sao. Cứ sau này thì tự nhiên mà lại ít nói, mình không biết tại sao. Tại vì chắc ngồi suy gẫm. Không phải chị, mình có thể chị nói đúng, mình suy gẫm, mình nói những cái gì có ích. Còn những cái chuyện tào lao thôi không nói. Nhưng bữa nay hai chị em mình tào lao em thấy cũng không, vui lắm. Hôm nay hai chị em, tại vì tụi này biết nhau mấy chục năm rồi, thì nó không có cái sự mà giữ kẽ của những người mới gặp nhau lần đầu. Và thưa quý vị thì với lại quý vị cũng biết rồi, Thanh Lan là từ xưa giờ tính tình rất là dễ dãi, nói chuyện với ai cũng được hết trơn. Dạ, nói cỡ nào thì mình trả lời cỡ đó thôi.
để kết thúc chương trình hôm nay, một lần nữa chị Thanh Lan xin cảm ơn Lệ Thu đã dành chút thời gian cho Thanh Lan Show. Tại vì những cái giây phút này, mặc dù bây giờ mình thấy nó tầm thường, nhưng mà mai mốt nó sẽ là những cái gì mình để lại cho đời, để lại cho khán giả của mình. Khi mà mình không hát nữa, khi mà mình ngồi ở nhà ô soir à la chandelle, ngồi đan áo thì mình nhớ lại tất cả những cái thời gian mà mình có, bao nhiêu là quý vị khán giả và kỳ yêu mến mình. Thanh Lan xin kính chào quý vị. Em chào quý vị đi. Dạ, một lần nữa là em xin là cảm ơn tất cả những các anh chị và các bạn nào còn nhớ đến Lệ Thu. Mà chị Thanh Lan thì nhớ rồi, tại vì Thanh Lan chỉ xuất hiện nhiều hơn Lệ Thu, bởi vì một thời gian Lệ Thu đi thì Lệ Thu ít xuất hiện. Có nhiều người nói chị Lệ Thu bây giờ ở đâu, thì đó, thì cảm ơn tất cả những các anh chị và các bạn nào còn nhớ Lệ Thu, và cảm ơn những người mới quen, và mong rằng sẽ có dịp gặp lại các anh chị và các bạn. Dạ vâng, để trả lời câu hỏi thì hiện tại Lệ Thu ở Paris quý vị ạ. Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau.